Nếu mà về mặt lý thuyết thì rõ ràng là con chip Snapdragon 8 Gen 1 nó sẽ phải nhỉnh hơn F14 rồi. Tuy nhiên, mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinfastlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Trường Phạm. Câu hỏi này mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Anh ơi, em muốn mua điện thoại màn hình bé trong tầm giá khoảng 15 triệu. Anh tư vấn cho em xem là nên mua iPhone 12 mini hơn hay là mua Xiaomi 12 hơn vậy? Anh so sánh chi tiết giúp em với ạ. Em cảm ơn anh. Rồi, thế thì đầu tiên thì cũng chia sẻ với bạn luôn. Đấy là cái Xiaomi 12 thì nó là điện thoại Android màn hình bé thôi. Chứ thực chất cái màn hình của nó hoàn toàn không bé một chút nào cả. Cái màn hình của Xiaomi 12 nó rơi vào khoảng 6,28 inch. Thậm chí cái màn hình của nó còn lớn hơn so với cả màn hình của iPhone 12 cơ. Đấy, chứ chưa nói gì đến iPhone 12 mini nhé các bạn nhé. Nhưng thôi, bạn vẫn phân vân hai sở này với nhau thì mình cũng sẽ so sánh luôn cho các bạn luôn. Đấy, chúng ta cũng có thể coi là đây là hai chiếc điện thoại màn hình bé được, cũng trong cái tầm giá cũng xem với nhau, tầm giá khoảng trên dưới 15 triệu. Tuy nhiên, với cái tầm giá 15 triệu chúng ta đã có thể mua được Xiaomi 12 phiên bản bộ nhớ trong 128GB rồi, nhưng chúng ta sẽ chỉ mua được iPhone 12 mini phiên bản bộ nhớ trong 64GB mà thôi. Rồi, thế đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là mình sẽ lựa chọn ngay vào luôn Xiaomi 12 rồi. Bởi vì trong hộp phụ kiện của nó có sạc 67W. Còn iPhone 12 mini thì hộp phụ kiện có cũng như không. Đấy nên là thậm chí là ốp lưng nó cũng không có luôn. Ốp lưng củ sạc thì không có nên chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 rồi. Xiaomi 12 thì được cái là có sẵn luôn phụ kiện ở bên trong chứ không giống như kiểu Xiaomi 12X. 12X là không có đâu nha các bạn nhé. Đấy, không phải nhiều bạn lại tưởng là Xiaomi 12X là hàng fake thì chết, đúng không nào? Chúng ta sẽ nói tiếp về phần thiết kế thì sao. Thiết kế thì đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt của mình đi thì mình thích cái kiểu thiết kế của Xiaomi 12 hơn. Bởi vì thứ nhất đó là cái màn hình của nó là màn hình cong, mình thích hơn. Thứ hai nữa đó là cái phần cụm cao đà phía sau của nó mình thích hơn so với cách làm cụm cao đà của iPhone 12 mini. Thứ ba nữa đó là cái phần nốt ruồi ở chính giữa thì nó chiếm dụng diện tích ít hơn so với ở cái phần tai thỏ. Đấy. Nên là với những cái điều đó thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 về phần thiết kế. Tuy nhiên, nếu mà về cái cảm giác cầm nắm ấy thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn iPhone 12 mini, bởi vì cái cảm giác cầm nắm của nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với cả Xiaomi 12. Nó có 135g thôi mà. Vậy nên là về cái cảm giác cầm nắm thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn iPhone 12 mini nhá. Và cái về cái độ nhận diện thương hiệu nữa thì rõ ràng là iPhone 12 mini nó sẽ có một cái độ nhận diện thương hiệu tốt hơn rồi. Các bạn cầm Xiaomi 12 ra ngoài đường thì chưa chắc người ta đã biết là cái điện thoại đó là cái điện thoại gì. Ồ thật luôn ấy, nhiều người chưa chắc đã biết đâu. Nhưng các bạn cầm iPhone 12 mini ra thì chắc chắn họ biết đây là iPhone 12 mini, bởi vì nó rất là dễ đoán, đúng không ạ? Nó bé mà cái camera của nó lại đặt thẳng chứ không đặt chéo. Đặt chéo thì là 13 mini, còn đặt thẳng thì là 12 mini. Đơn giản vậy thôi, đoán dễ mà, đúng không nào? Còn Xiaomi 12 thì mình nói thật với các bạn chứ, bạn mà cầm cái Xiaomi 12 và 12X nhá, không thể phân biệt được về mặt thiết kế đâu, không thể luôn. Đấy, nó rất giống nhau. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Màn hình ý, thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12. Mặc dù là cả hai cái sản phẩm này đều gọi là màn hình bé đi, theo cái cách gọi của bạn đi, nhưng Xiaomi 12 thì được cái ưu điểm đấy là màn hình của nó lớn hơn, giải trí tốt hơn, đúng không ạ? Rồi là cái tần số quét của nó cao hơn, lên tới là 120Hz. Tuy nhiên về cái mật độ điểm ảnh nhá, thì iPhone 12 mini lại tốt hơn nhiều đấy nhá. Bởi vì là đều là cái độ phân giải 1080p, nhưng với cái việc là màn hình nó bé hơn nên là cái mật độ điểm ảnh 476 ppi của iPhone 12 mini nó sẽ cho chúng ta có một cái độ chi tiết ở trên màn hình là tốt hơn so với cả mật độ điểm ảnh 419 ppi của Xiaomi 12 đấy. Đấy, tuy nhiên là về tổng quan về chất lượng màn hình thì mình vẫn đánh giá là Xiaomi 12 sẽ có phần tốt hơn. Rồi, chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng thì sao. Hiệu năng sẽ là cái thứ mà khiến cho chúng ta tranh cãi khá là nhiều, bởi vì thực ra là nếu mà về mặt lý thuyết thì rõ ràng là con chip Snapdragon 8 Gen 1 nó sẽ phải nhỉnh hơn Apple A14 rồi. Tuy nhiên, ở trên riêng cái con Xiaomi 12 này thì Xiaomi tối ưu không tốt cho nó. Mình không nói là con chip 8 Gen 1 là con chip không tốt đâu nhé, nhưng mình nói là Xiaomi hiện tại đang tối ưu không tốt cho cái con chip này. Các bạn có thể xem lại cái video mà admin Kha đã test game rất chi tiết về cái Xiaomi 12 đó, các bạn sẽ thấy. Vậy nên trong trường hợp này mình sẽ lựa chọn iPhone 12 mini về tính ổn định hơn. Đấy. Còn
về cái phần bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB thì đó sẽ là cái điểm sáng của cái Xiaomi 12. Nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả iPhone 12 mini, bộ nhớ trong tối thiểu chỉ có 64GB mà thôi, với cùng một tầm giá đấy nhé. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ nói về phần camera thì sao. Camera đa dụng hơn thì sẽ là Xiaomi 12, nhưng về cái chất lượng quay video, chất lượng thu âm các thứ, rồi là chụp ảnh ngược sáng thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 mini. Pin thì rõ ràng rồi, Xiaomi 12 sẽ có phần pin tốt hơn, sạc của nó thì cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Theo công bố của nhà sản xuất thì nó chỉ mất có 39 phút là sạc đầy pin. Tất nhiên mình sạc thì phải mất đến tầm khoảng 45 đến 50 phút mới đầy pin cơ. Còn iPhone 12 mini thì 30 phút của nó chỉ sạc được có 50% pin mà thôi. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này. Sạc của nó chỉ hỗ trợ sạc tối đa là 20W, còn cái Xiaomi 12 là sạc 67W cơ. Về loa ngoài thì cả hai sản phẩm đều có loa ngoài là loa kép. Tuy nhiên nghe hay hơn sẽ là Xiaomi 12 với công nghệ âm thanh Harman Kardon. Còn về các yếu tố khác, ví dụ như là một cái có cảm biến vân tay, một cái có nhận diện khuôn mặt 3D các thứ, thì thực ra là cái đó thì cũng tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Sóng sánh nghe gọi thì cả hai con đều ổn, nhưng mà mình đánh giá là cái phần sóng wifi bắt xa hơn nhé thì sẽ là Xiaomi 12. Và mình hy vọng là cái Xiaomi 12 nó sẽ không gặp cái lỗi wifi giống như là Xiaomi 11. Xiaomi 11 là bị lỗi wifi đấy. Nhưng mà về yếu tố về thương hiệu này, về cái khả năng kháng nước kháng bụi này, thì iPhone 12 mini tốt hơn hẳn luôn. iPhone 12 mini tốt hơn hẳn với khả năng kháng bụi là IP68. Và với thương hiệu tốt hơn thì nó sẽ như thế nào đây ạ? Nó mua đi bán lại dễ dàng hơn, nó sửa chữa dễ dàng hơn, nó nhiều phụ kiện đi kèm hơn. Đấy, vân vân vân, rất nhiều thứ đấy. Thì đấy sẽ là những điểm mạnh của iPhone 12 mini. Vậy thì cá nhân mình thấy là như thế này này. Nếu mà bạn thực sự thích một sản phẩm màn hình nó bé hẳn thì lựa chọn iPhone 12 mini. Tuy nhiên iPhone 12 mini thì nó bị vấn đề đấy là nếu mà sau này bạn muốn giải trí nó thoải mái hơn một chút, bạn muốn cái pin của nó có phần nhỉnh hơn các thứ, đấy là hai điểm yếu của 12 mini nhé. Và cái bộ nhớ trong đấy là những điểm yếu của iPhone 12 mini. Thì mình nghĩ là nếu muốn có một chiếc điện thoại màn hình bé đồng đều hơn và sử dụng làm một cái điện thoại chính duy nhất thì lựa chọn Xiaomi 12 sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Và tất nhiên nếu bạn đã có một cái chiếc điện thoại Android giống như mình rồi thì có thể mua thêm iPhone 12 mini. À không nhầm, đây là iPhone 7, iPhone 12 mini nhé. Đấy. Thì đấy là cái lý do khiến chúng ta lựa chọn iPhone 12 mini hay là Xiaomi 12. Thế còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của iPhone 12 mini đang được giảm giá tại ClickBuy. Giá cũng chỉ rơi khoảng hơn 15 triệu mà thôi. Tất nhiên đấy là hàng mới tinh nhá. Còn nếu các bạn muốn giá nó rẻ hơn thì các bạn cũng có thể tham khảo qua iPhone 12 mini hàng cũ cũng được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.